Cường hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thách thức giới hạn mùa đầu tiên. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Z Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đêm bán kết thứ hai. Đêm thi tuần trước, đêm bán kết 1 là những câu chuyện được kể trong chủ đề tình xanh. Qua những bài hát quen thuộc vừa êm dịu nè vừa sôi động, được các producer và các ca sĩ của mình làm mới lại hoàn toàn. Và đêm nay sẽ có một chủ đề mới về những gì rất đổi thân quen gần gũi xung quanh chúng ta. Quý vị có thể thấy đó là câu chuyện của chính mình trong những tiết mục sẽ được mang tới sân khấu này trong đêm nay. Hãy để cho các ca sĩ sẽ tranh tài trong đêm nay tiết lộ với quý vị về chủ đề ấy nhé. Đoàn Diplo và ba ca sĩ sẽ tranh tài trong đêm nay với chủ đề là sắc màu cuộc sống. Đó là Phan Thanh Hiền, Phan Ý Nhi và Huy Nguyễn Dominic. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chào đón sân khấu này ba nhân vật chính của Thách thức giới hạn mùa đầu tiên. Đó là quý ông biến hóa Minh Đăng, quý ông tinh tế Tuấn Mario và quý ông hoành tráng Tống Hạo Nhiên. Xin chào ba quý ông
Và đêm nay đã là đêm bán kết thứ hai rồi. Có chiêu thức gì mình cứ tung ra hết đi. Chiêu thì ông nào em cũng xài chiêu hết mà. Em cảm nhận được là sau chương trình này em cảm thấy mình đã tiến bộ lên rất rõ. Mình có sự tiến bộ và mình có sự học hỏi, trau dồi được kinh nghiệm rất nhiều. Cái đó là điều quý giá nhất. Nghe nói thì có vẻ là Tống Hoài Nhiên không bị áp lực bởi điểm số hả? Em thoải mái lắm. Tới đây tự nhiên cái lọc mình tịnh là tại vì mình thua nhiều quá. Dạ, còn với một người chuyên thắng thì như thế nào anh Tuấn Mario? Anh đâu có thắng nhiều đâu mà chuyên thắng. Thì đối với team anh thì hôm nay team anh sẽ chơi một cái thử thách cho team anh luôn, là dòng dân ca. Đòi hỏi các bạn thí sinh phải hát ngọt ngào. Mà anh muốn bạn phải vượt qua cái thử thách của chính bản thân bạn, là bạn phải bước qua được cái bước đó. Cho nên là anh sẽ chơi cùng bạn bước đó. Tại vì bản thân các bạn đã cần phải cố gắng rồi. Và chương trình này là chương trình thách thức giới hạn. Thì mấy bạn phải vượt qua được giới hạn của mình. Nếu mà mình đặt luôn là mình hài lòng rồi thì coi như đó là giới hạn rồi, là tới nơi rồi. Thì còn gì phải làm nữa. Nên lúc nào mình cũng phải là khuyến khích các bạn làm nhiều hơn như vậy. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ba producer. Còn bây giờ thì xin mời ba anh về vị trí của mình ạ. Xin mời ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị giám khảo quen thuộc của vòng bán kết, đó là nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và ca sĩ Nguyên Vũ. Chào anh Nguyên Vũ, chào anh Võ Hoài Phúc đến với chương trình hôm nay. Hôm nay đêm bán kết thứ hai. Anh Vũ ấy, kỳ này anh có bớt cái hàm lượng khó lại. Sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng. Thực ra thì Vũ vẫn mong muốn là cái sự hòa quyện và cái năng lượng, nó năng lượng phải gặp nhau giữa producer và giữa ca sĩ, có một chung một cái năng lượng và cái sự cảm của một cái bài nhạc mà producer đưa cho một ca sĩ. Cho nên Nguyên Vũ vẫn chờ đợi cái điều đó rất là nhiều. Anh tiếp tục chờ đợi ha. Anh chờ đợi. Anh Võ Hoài Phúc sống là không chờ đợi nè. Lỡ mình kỳ vọng nhiều quá, vô hình nó lại tạo ra một cái áp lực, không phải cho producer hay là cho ca sĩ không, mà tự tạo áp lực cho chính mình luôn. Đêm nay mình sẽ dùng một cái tâm thế cởi mở hơn. Lần này không mong đợi gì hết, mà chỉ đơn giản là đón nhận những cái tín hiệu mới. Các anh cứ thế mà làm, em cảm ơn ạ. Và bây giờ xin mời hai anh về vị trí của mình ạ. Thưa quý vị, đã đến lúc những màn tranh tài bắt đầu. Hôm nay thì chúng ta đã biết là ca sĩ nào đại diện cho producer nào sẽ tranh tài rồi. Điều đáng chờ đợi là xem họ sẽ kể câu chuyện về cuộc sống ra sao trong chủ đề sắc màu cuộc sống. Đó có thể là những câu chuyện về gia đình, về những thử thách mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời, về những trải nghiệm của thanh xuân. Và những bài hát quen thuộc sẽ được làm mới lại như thế nào khi mà các producer thách thức giới hạn của chính bản thân mình. Hãy đến với phần dự thi đầu tiên của đêm nay, đội của producer Tuấn Mario và ca sĩ Phan Hiển Nhi. Anh nghĩ là cái đoạn mà chuyển á, thì cái đoạn đó nó không có nhạc cụ. Em hát một mình thôi. Cho nên em phải chắc cái nốt cho nó. Nghe có gì như tha thiết ngọt. Nghe có gì như tha thiết. Em phải giữ nó đô này. Vì nó đô này sao, nó đô này sao, nó bắt cái câu đằng sau của em luôn. Tại cái câu đoạn này nếu em lệch một cái là cái câu đằng sau của em sẽ bị lệch theo luôn. Tại vì nó là traumatic. Traumatic nó sát nhau, nó rất là căng. Ở vòng này bán kết rồi, em muốn thử sức với một dòng nhạc khác mà không phải là sở trường của em nữa. Thì em đã chọn bài hát Em Đi Trên Cỏ Non này. Em phải tập rất là nhiều, tập về cái cách phát âm cho nó ra màu dân ca Nam Bộ. Cái luyến lấy phải đúng, rất là khó luôn. Bởi vì nếu mà mình chỉ cần sai một nốt thôi thì cái câu sau nó cũng sẽ sai. Và em tập đến mức bây giờ giọng em khàn luôn rồi. Em hy vọng là em sẽ có một màn trình diễn thật là tốt trong đêm bán kết này. Thank you.
lần trời quê hương em ở ngoài thành sấm nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dấu chiều lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm em quan tâm uống sao càng có một bờ thềm xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sớm mai trắng áo trắng ai đi dối vàng bóng dáng thơ ngây tia nắng nhuộm vàng thôn xóm cơn gió trùng bóng bưởi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mắt rười bằng chân em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn trôi dần chiều hôm em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mắt rười bằng chân em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn trôi dần chiều hôm em chưa yêu ngoại thành khi mà em ruộng đời phù sa thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Và đó là Phan Yến Nhi đến từ đội Tuấn Mario. Rất là ngọt ngào, dễ thương nè, quá trời dễ thương. Đây là lần thứ mấy em thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca như thế này trên sân khấu nè? Em cũng không nhớ chính xác nó là lần thứ mấy em hát dòng nhạc này, bởi vì đây không phải là dòng nhạc sở trường của em. Em muốn thử sức, vì em muốn thách thức bản thân mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Thách thức có nghĩa là đối với em dòng nhạc này, hoặc đặc biệt là bản phối này, ca khúc này đang làm khó em hay sao? Bản phối này không hề làm khó em. Chẳng qua là những cái luyến lấy về dân ca thì chắc chắn là em sẽ không có nhiều kinh nghiệm bằng những ca sĩ đi trước. Dạ, nhưng mà em cũng cố gắng học tập theo và làm tốt nhất có thể trong cái khả năng của mình. Đó là những cảm nhận của Phan Yến Nhi. Còn không biết anh Tuấn Mario, anh cảm thấy hài lòng hay không với phần thể hiện này ạ? Nhi có tâm sự với anh là bạn muốn một lần được hát dân ca nghiêm túc. Bởi vì là bạn trước đây bạn đã từng hát rất là nhiều cái bài khác nhau, ballad rồi những cái bài dance rồi tài khác. Nhưng mà khi mà bước lên hát một bài dân ca nghiêm túc thì nó sẽ hoàn toàn khác. Và hôm nay bạn hát cái bài này thì thực chất nó vẫn là một ca sĩ hát nhạc pop, hát dân ca. Đó là câu anh nói nghiêm túc, nhưng mà cái sự cố gắng của bạn trong đó rất nhiều. Và cả team anh dành cho sự tôn trọng cho bạn, bởi vì
khi một người mà hát ballad mà chuyển hát dân ca là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cả những cái cứng của dân ca, cả những cái luyến lấy của dân ca và luyến lấy của đồ bóp là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mà anh phối với bạn bài này, anh nói là em muốn anh sẽ để cho em chơi và anh sẽ để cho em hát dân ca. Đó là cái ý tưởng của anh khi anh phối bài hát này. Tại sao anh nói chữ nghiêm túc? Là bởi vì trước ngày thi ngày hôm nay một ngày là Nhi đã truyền nước biển luôn. Đó, và tới cái ngày cuối cùng là bạn tập tới tận khuya luôn, tập mà vẫn tập rất là nghiêm túc, tại vì còn có một buổi thôi, thời gian không cho phép. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng hết sức, thì đó đối với anh nói chữ nghiêm túc là từ đó mà ra. Chứ nghiêm túc đó là xứng đáng cho cái sự cố gắng của bạn. Đây là một cái phần thử thách dành cho em rất là lớn, bởi vì khi em mạnh dạn hát cái bài Em Đi Trên Cỏ Non đã là một cái thử thách rồi, em có biết không? Tại vì rất nhiều ca sĩ đã thành danh cũng như là những người hát dòng nhạc dân ca bolero hát rất hay ở bài này rồi, mà em chọn ngay cái bài này nữa thì anh nghĩ nói đó là một cái thử thách khá là lớn dành cho em. Và đặc biệt một cái điều nữa là em là một người chuyên hát dòng nhạc pop ballad, cho nên rằng là nó cũng có một số hạn chế nào đó. Tuy nhiên với cái bài phối vừa rồi em đã làm tròn, rất là tròn, vừa tròn bài hát thôi, chứ anh không có nói đến những cái luyến lấy cho nó đúng cái bài hát không. Chẳng hạn như có bốn cái chỗ mà tu ti dằn tưng 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 tầm 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 tưng 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 tầm 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 tầm, thì hai lần bài cái bài phó nó làm đều giống nhau, mà em hát hai lần nó đều giống nhau cả. Em có thể em hát nó đổi một chút xíu, em hát thử bốn cái câu đó giùm anh cái. Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió sùng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Hai câu đầu mình có thể hát như vậy, hoặc là một cái câu đầu mình hát như vậy và cái câu sau mình có thể mình đảo phách một chút xíu, vừa một chút xíu gì đó điệu đà của một con gái. Thôi nhưng mà rõ ràng đây cũng là một sự cố gắng. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Nguyên Vũ. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ông hoàng của chữ khá, đó là anh Minh Đăng. Dạ, anh cảm thấy khá như thế nào anh Minh Đăng ha? Không nói khá nữa, nay mình làm thơ đi. Hôm nay em mặc áo hồng, em có bằng lòng về thu nhạc cùng anh. Thơ dữ, thơ dữ dần, dữ dây anh. Thì thích rồi đó. Còn bản phối thì sao anh? À, còn nếu mà về bản phối thì thật ra thì vì Tuấn cũng muốn làm nó đúng quân theo như ca. Chuẩn bình quân thường, cái bài phối cũng giữ lại đa phần là cái bài phối nguyên thủy, có mấy cái câu dằn như vậy rồi cái câu nó sẽ là giống, nên cũng không có gì đặc biệt lắm về cái phần bài phối. Nhưng mà vì là cái ý thích của Phan Nhi cũng muốn để thể hiện lại như vậy. Nói chung thì về tiết mục mà để của Thách Thức Giới Hạn thì không thích lắm, nhưng mà thích Phan Nhi hát cái kiểu này. Dạ, đó là màu hồng nhạt ha, còn màu hồng đậm, màu hồng mà tên là hồng và màu hương, màu hương lè luôn. Không, màu này là màu cánh sen anh, chính là Tống Hoài Nhi sẽ có những chia sẻ như thế nào ạ? Nói về hát chứ ha, như cách anh Vũ chia sẻ thì là chính xác, là một bạn hát dân ca thì sẽ hiểu được cái ý đồ của anh Vũ thì mới xử lý được những cái đó. Còn đây là một ca sĩ hát nhạc pop ballad thì sẽ có những cái không phải là sở trường của mình. Thì bạn hát dân ca đã là một cái sở đoản rồi thì làm sao bạn xử lý những cái tiểu tiết đó được. Thì cái đó cũng là một cái điều mà nhẹ thôi. Nhưng mà nói về giọng ca của bạn thì rất là ngọt ngào. Không biết mấy anh sao, chắc là em nghĩ mấy anh cũng giống em, mà khi ngồi đây mà nghe một bài hát á thì không phải là nghe một cái giọng ca sĩ không. Thường những cái người mà làm producer hay là làm nhạc á, họ nghe chi tiết thích nguyên một bài luôn. Nghe từng cái câu dây, nghe từng cái bộ gõ, nghe từng cái tiếng trống, nó rất là tinh tế, nó rất là nhỏ nhỏ, những cái bass đi nó rất là, nó chỉ là một cái bass một câu thôi, rất là êm tai, rất là nịnh tai. Thì em nghĩ là bản phối này cũng rất là dễ thương, rất quá xuất sắc đi anh Tuấn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ giám khảo Võ Hoài Phúc. Xin mời anh. Như trên đùa thôi, nhưng mà như này, có một cái điểm là không có đồng ý với Tống Hoàng Nhiên là ở chỗ Nhiên nói là một ca sĩ trẻ mà hát nhạc, chuyên hát nhạc trẻ mà bây giờ chuyển qua hát dân ca không có nên đòi hỏi gì, thì điều đó nó đúng, với điều kiện là khi mình ép bạn hát. Còn đằng này mình đâu có ép bạn hát, đây là Nhi muốn thách thức giới hạn của bản thân mình. Nhi chọn dân ca để Nhi thi đấu, vậy thì Nhi phải làm được tốt nhất có thể như một ca sĩ hát chuyên hát dân ca, đúng không ạ? Vì cái lẽ đó thì ở đây là cái chỗ mình còn thiếu sót.
Bởi vì nếu như xét về mặt mà cảm thụ cá nhân thì với anh là cái bài vừa rồi của em nó chỉ dừng lại ở cái mức là giống như cầu thủ đi đá banh là kêu là tròn vai á. Có nghĩa là em hát chuẩn chỉnh về cao độ, về tiết tấu, không có gì sai hết. Nhưng cái hồn thì là nó chưa đủ. Nếu mình đi tìm cái năng lượng thì nó giữa cái giọng hát và cái bài phối là nó chưa mix với nhau, nó chưa có hoàn toàn phù hợp với nhau. Thì nhưng mà còn xét về cái góc độ là ý nghĩa của chương trình thì coi như là em đạt được rồi. Bởi vì rõ ràng là mình đánh trúng cái bốn chữ thách thức giới hạn luôn đó. Nên là vẫn chúc mừng cho team của anh Tuấn Mario và Phan Yến Nhi. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Chúng ta phải gửi lời chúc mừng đến cho anh Tuấn Mario và Phan Yến Nhi ạ. Thưa quý vị, khi đã nói tới cái sự khác lạ và biến hóa thì trong màn tranh tài tiếp sau đây của đội quý ông biến hóa, Minh Đăng sẽ mang đến điều gì trong đêm nay đây? Câu chuyện về cuộc đời nào sẽ được kể? Quen hay lạ? Giới hạn nào sẽ được thách thức? Hãy cùng đến với phần thi của đội producer Minh Đăng và ca sĩ Huy Nguyễn Dominic. Huy Nguyễn Dominic xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Thách thức giới hạn. Trong vòng thi lần này, Huy và anh Minh Đăng đã thống nhất để cùng chọn một ca khúc, và đó chính là ca khúc Muốn khóc thật to. Lý do để mà Huy và anh Minh Đăng đã quyết định chọn ca khúc này là bởi vì một phần chủ đề của chương trình, và cũng một phần là Huy đã có xin trước với anh Minh Đăng từ trước đây rồi. Huy đăng ký một bài, Huy nói là: anh Đăng ơi, nếu mà may mắn em được vào vòng trong sau này mà có chủ đề á, có cơ hội thì hãy cho em chọn một ca khúc về bố mẹ. Những người con đã trưởng thành rồi nhưng vẫn nhớ về thời ấu thơ khi mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng tay của ba mẹ. Cái chỗ này có thể em feel, nếu em feel được, cảm được á. Tôi chạy theo ánh sáng. Không gian nó rộng á, xong nghe vợt nó nhiều quá rồi tụi em không định nam kỹ, bởi vậy phải nghe cho kỹ. Tiếng hát đang lớn hơn nhạc á. Không biết nghe nó mờ quá. Cũng chưa biết tính sao. Và để có được sự hoàn chỉnh cho phần thi này thì sau đó hai anh em đã quay trở lại ngược ngay phòng thu của anh Đăng để làm việc trong đêm luôn, và ngay lúc đấy là tập đến đâu và anh Đăng chỉnh sửa đến đấy luôn, và hai anh em đã phải làm việc với nhau đến hình như là 1-2 giờ sáng gì đó. Và hy vọng sau tất cả những nỗ lực của hai anh em thì màn trình diễn sắp tới sẽ được tất cả quý vị khán giả đón nhận. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ, những ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn em, mang theo những êm đềm tan vào đêm, ôi trái tim trăm lần yêu. Ra thời gian đã vô tình mang tuổi thơ đi xa, là khi vòng tay của cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi. Ừ, chỉ một lần được nói không ngại ngần, sẽ có luôn yêu cha mà sao đôi khi ta chẳng thể nào nói khi chưa phải xa cách xa. Cũng đã có lúc trong cơn mơ tôi bao đêm, bàn tay ai thân quen vu mái tóc tôi hôn lên, mẹ như đang nơi đây hay chỉ là cơn say để du nhẹ lấy tuổi thơ ngủ yên trong nay. Giờ muốn oa khóc cho vơi nhẹ đi bao tháng ngày. Thank you.
say. Cánh tay của cha tưởng như quá xa, mới ôm choàng lấy tôi. Làm ở đây thôi, đừng buồn tôi ơi. Tôi chạy theo ánh sáng, cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan trường. Nụ cười ấy mang âu thơ tôi về nơi xa xôi. Và cứ thế âu thơ vẫn trôn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi. Và tiếng cười ngày âu thơ giờ đã biến mất, nhường lại cho những âu lo về đây. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa nứt bao giờ. Những ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên, chỉ buồn thêm mang theo những êm đềm ăn vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu mềm. Và giờ đây đầu tiên Cường mới thấy là Huy Nguyễn Dominic của team Minh Đăng có cái sự mà nhẹ nhàng rồi bay bổng đến như vậy luôn. Với cái bản phối này em cảm nhận như thế nào nè? Dạ vâng ạ. Với ca khúc Muốn Khóc Thật To này thì khi mà em với anh Minh Đăng quyết định chọn ca khúc này thì cái bản phối gốc á, bản gốc chỉ là piano thôi. Nghĩa là vẫn có rất là nhiều đường hướng cho anh em và để làm cho nó thành một cái bản thực sự là hoành tráng, thực sự là đánh rất nhiều cảm xúc. Và đó đồng thời cũng là cái khó, cái thử thách đối với em. Đến với ca khúc lần này thì thực sự là em đang thách thức giới hạn. Không chỉ là vấn đề lên trên sân khấu trình diễn cháy hết mình nữa, mà ở đây là đánh vào trong cảm xúc, đánh vào trong trái tim của người, của khán giả, của người nghe. Và hy vọng là trình diễn vừa rồi thì anh Minh Đăng đã có thể hài lòng được một phần nào đó. Và hy vọng là mọi người, tất cả quý vị khán giả sẽ đón nhận ca khúc này với một tâm sự của một chàng trai trẻ. Riêng với phần trình diễn này và với những gì Huy đã làm trước đây và bây giờ với cái bài này thì bài này là mình thật sự mình hài lòng. Thì Huy là chuyên thích hát là phải rock, phải gì máu lửa, phải nhảy nhót và tưng bừng. Nên cái việc để bạn hát một cái bài nhẹ vậy mà để nén bạn lại để đừng có bung nóc là đã là một cái thách thức đối với bạn rồi. Nhưng mà hôm nay là Huy đã làm, đối với mình thấy là mình khá hài lòng với Huy. Vẫn khá thôi, cái nãy là thật sự, bây giờ vẫn khá. Về cái bản hòa âm này thì ban đầu mình cũng định là theo cái hướng dạng như lo-fi rồi này nọ. Nhưng mà thật ra lo-fi thì chỉ để nghe thôi, chứ để trình diễn sân khấu thì nó cũng khó. Mình đẩy nó lên một tí xíu. Lúc đầu đó piano để cho Huy hát một cách nhẹ nhàng vậy, xong rồi bắt đầu vô một phần độc rap và thay đổi để có một cái câu solo piano nó là nhẹ nhàng, điểm nhấn để chiêu chiêu vậy đó. Rồi có một cái đoạn là lên tông, có nghĩa là không có cái gì để cho bạn lên tông hết, là chỉ cái đang đánh bình thường là nhảy cái lên tông luôn. Là đó cũng là một cái cách thử thách với Huy. Thì Huy cũng đã làm tốt được cái phần đó, vậy là được rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Đăng. Xin mời anh Võ Hoài Phúc ạ. Bản phối thì anh không ý kiến gì về bản phối hết, nhưng mà với phần hát của Huy á, nếu xét về mạch cảm xúc thì rất tốt. Tức là cái mạch cảm xúc của em nó rất liền lạc và nó không hề có cái chỗ nào là bị sượng hết. Nên là theo dõi thì rất là cuốn hút. Anh thì anh lại thích em bắt đầu từ cái đoạn mà có tiết tấu. Cái chất của em nó, anh nghĩ là em vẫn rất hợp với những chất nào mà nó có tiết tấu. Chẳng hạn như cái bài này thì nó có hơi hướng chút R&B. Rồi thí dụ như sau này em có thể thử Latin, anh nghĩ cũng sẽ rất hợp với em. Từ đó trở đi có vẻ em tự tin hơn. Còn cái nửa bài đầu, cái đoạn mà nhẹ nhàng với piano thì vẫn hay chứ không phải là không hay. Nhưng mà em bị tập trung,
Và vì như vậy em càng tập trung á, thì em lại càng sa đà vào đó, dẫn tới cái câu chuyện là quá trau chuốt về làng hơi thì em lại quên mất cái phần nhã chữ. Nhưng mà từ cái lúc nó ngược đời, hát lẽ ra phải rõ hơn là rap đúng không? Nhưng mà cái đoạn melodic rap tự nhiên em tự tin hẳn luôn. Thấy cái phong cách em rồi, thấy mọi thứ nó nhịp nhàng hẳn. Và tới nửa đoạn sau thì rất là tốt. Vẫn chúc mừng cho team Minh Đăng và Dominic. Cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Tuấn Mario, xin mời anh ạ. Em là một người chị ca sĩ dạng hát rock và em có cái máu của điều đó. Nhưng mà khi hôm nay em hát ballad thì em cũng thổi được cái hồn vào đó. Em hát cố gắng chú ý nhạc cụ chút xíu. Bởi vì ballad á, thì nó sẽ chậm và tiết tấu nó chậm lại. Mà đến khi em qua ballad thì ballad nó cần phải sự mềm mại. Cho nên anh chỉ lưu ý một chút xíu đó thôi. Còn về bài phối của anh Đăng thì anh Đăng dành cho em một bài phối nó đột biến, nó thay đổi được cái chất của em. Thì cái đó cũng là một cái ý tưởng hay và cái sự dàn dựng hay của anh Đăng dành cho em. Thì em nên cảm ơn anh Đăng. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Tuấn Mario. Dạ, xin mời quý ông Hoành Tráng Tống Hạo Nhiên, anh ấy cùng chia sẻ cảm nhận của mình á. Nói về bài phối nha, em rất là thích cái đoạn piano của anh Đăng. Quá trời hay cái đoạn ở gian tấu. Cái piano đến giờ vẫn còn tưng 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 trong đầu em, cái melody đó. Huy Nguyễn thì anh em tụi mình theo dõi ngay từ đầu á, thì sẽ biết cái chất của bạn hát những cái bài trước rất là mạnh và rất là nội lực. Nhưng mà tại sao đêm nay Huy Nguyễn hát cái bài này á, em nghe nó đã, nó vô lỗ tai mình lắm. Cái giọng của bạn hơi khào khào á, khi mà bạn hát những cái đoạn đó tự nhiên mình cảm thấy là nó áp phê. Rồi đến chừng phần rap vô nó trời quá trời hay luôn á. Rồi đến chừng lên tông nữa chỉ có là cái này là cảm nhận cho anh thôi. Thì có những chỗ cao á, em phải, một là mình điều chỉnh cái tông lại, hai là mình sẽ làm sao cho cái chữ cái nó cao nhất chứ, mấy cái chỗ đó đó pha một chút giọng thiệt và một chút giọng giả của mình vô cho hai cái chữ nó có cái độ nặng lại. Đó là một chút xíu ý kiến của anh. Vũ rất là cảm ơn Minh Đăng đã cho Vũ nghe một cái bài phối hay đến như vậy. Từ cái câu dẫn đầu tiên piano cho đến dàn dây cello vô, nó dẫn dắt một cái câu chuyện vô cho đến cái giọng hát của em trầm nhẹ nhàng, nó giống như là một cái câu chuyện dẫn dắt từ từ đi vào vậy á. Và đến khi bắt đầu vào tambo thì em đọc rap, anh rất là thích nịnh tai nghe của giới trẻ nhiều hơn. Anh rất là hâm mộ những bạn trẻ có tư duy tốt. Cái bản phối piano đưa vô cho em rất nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó em cũng đáp lại bằng cách là em hát, cũng đưa đầy cái cảm xúc của bản thân em vào trong đó. Cái cảm xúc thực sự kết nối từ trái tim em trong cái bài hát cho đến cái trái tim của anh. Và anh thực sự thích bài hát này, anh đã nổi da gà từng cơn. Và đâu đó anh có một chút gì đó thổn thức, nghẹn trong trái tim của anh. Đó là cái sự thành công của bài hát này trên sân khấu này. Cảm ơn em, cảm ơn Minh Đăng. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Nguyên Vũ. Còn bây giờ thì xin gửi lời chúc mừng đến Minh Đăng và Huy Nguyễn Dominic. Và khép lại đêm bán kết 2, tất nhiên sẽ là đội của quý ông Hoành Tráng Tống Hạo Nhiên rồi. Quý ông này đúng là luôn thích hoành tráng. Lần trước kể chuyện tình đó, thì cũng phải hoành tráng mới chịu. Vậy thì lần này sẽ như thế nào đây ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với ca sĩ Phan Thanh Hiền của đội producer Tống Hạo Nhiên bước vào một chuyến hành trình đầy kỳ thú trên quê hương Việt Nam chúng ta với bài hát Việt Nam Trong Tôi Là, để xem là bài hát này sẽ được làm mới lạ như thế nào trong phần trình diễn ngay sau đây ạ. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Thách Thức Giới Hạn. Khi mà em nghe, em nhận được cái bài hát này, cái demo này từ anh Nhiên gửi cho em thì em cảm thấy hơi hoang mang một tí xíu về vì thứ nhất là cái quãng nó quá là rộng. Thứ hai là một cái điệu phân kỳ mà nó rất là mới lạ và em cảm thấy hơi bị shock một tí xíu. Rất là áp lực, không biết là mình sẽ thể hiện như thế nào để có thể là truyền đạt được hết cái tinh thần của bài hát ra, phô diễn cái hết tinh thần của bài hát ra, lan tỏa đến mọi người. Chỗ đó này yêu nhau đây là, còn không là tục yêu nhau, hiểu không? Kiểu là mình cái độ anh báo hơi khó vô. Nhớ khúc cuối không? Khúc cuối cũng là màu đó, không ai là dịu sớm. Khúc cuối là phải nội lực. Màu đó ra vàng đôi là... Càng ngày nay mình đẩy lên, năng lượng lên, hết sức nha. Ok, tất cả máy chạy. 3, 2, 1, bắt đầu. Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây. Ôi à, từng câu dân ca
dù tôi vào từng giấc ngủ say. Yêu nhau cởi áo ngồi nhà cho nhau, về nhà mẹ hỏi ôi à, qua cầu gió bay nước xanh ôi làn nước trong xanh, tăng tình là con cá lặn trước cái duyên có áo du hờ. Lời ru theo tôi lớn lên, máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay xung về chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Nằm trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, trong trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay xung về chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, cho trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Đó là ca sĩ Phan Thanh Hiền của đội producer Tống Hạo Nhiên. Phan Thanh Hiền producer của bạn á, xem mặt biểu diễn á nhìn mặt tự hào lắm luôn á. Bây giờ chia sẻ cảm xúc liền Nhiên ơi. Đầu tiên thì em rất tự hào về Phan Thanh Hiền. Bạn thể hiện đúng cái tinh thần của ca khúc, mà cái bài phối mà em muốn làm mà mang tới. Các version như mình đều nghe á, là đoạn đầu nó giống như là một cái dàn trải, đều chậm rãi như là một câu thơ, nhưng mà em muốn nó vô một cái tiết tấu nhanh hơn và nó sẽ dễ thương hơn, hát cái kiểu dễ thương một chút xíu. Mình tự hào theo một cách dễ thương, nhẹ nhàng. Và khi mà đoạn giữa vô thì bắt đầu là mình sẽ cao trào. Và đoạn cuối là mình dùng hết nội lực của mình hát cho nó đẩy cảm xúc lên cao. Bạn Hiền đã làm đúng cái tinh thần của bài phối của em. Đến giờ em vẫn thích cái giọng hát của bạn. Bạn có những cái quãng cao rất là đẹp và rất là dày. Cảm ơn bạn Hiền đã làm cho anh tự hào vậy. Còn với Phan Thanh Hiền cảm nhận như thế nào với bản phối này? Em rất là vui và cảm thấy rất là hào hứng với ca khúc này. Em hài lòng. Em hài lòng vì em đã cố gắng hết sức. Tuy là cái quãng cũng hơi cao quá, nhưng mà em cũng đã cố gắng hết sức rồi ạ. Trong cái phần chia sẻ vừa rồi của producer cũng như là ca sĩ thì đầy cái sự hứng khởi trong đó. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là những vị giám khảo họ sẽ chia sẻ như thế nào. Chuẩn bị tinh thần nha. Vậy thì mình nghe khó trước đây nha. Dạ, xin mời anh Võ Hoài Phúc ạ. Hôm nay Võ Hoài Phúc khen chứ không có chê. So với cái đêm hôm trước thì anh thích cái bài phối này của Nhiên. Không nói về câu cú, không nói về đi sâu về chuyên môn. Anh nói về cái tinh thần thôi. Cách mà em tiếp cận cái bài như em chia sẻ đó và như anh được nghe, anh rất là thích. Nó rất là quái, đúng cái kiểu, cái nghĩa là thách thức giới hạn đó. Tức là em vô bossa cái là anh chưng hửng. Nhưng mà cái sự chưng hửng đó nó làm anh thích thú. Bởi vì nó dễ thương, như em nói. Nhưng
Nếu qua sau gian tấu mà mình vẫn tiếp tục cái đó là đúng là gãy nha. Nó sẽ làm cái cảm xúc mình nó bị sai đi. Thì tự nhiên em trả lại, em trả lại xong bắt đầu em lại đẩy nó lên. Thì đúng là mình cảm thấy mọi thứ nó dễ chịu. Và khi đó cái việc duy nhất anh cần làm là anh nghe Hiền hát. Mọi thứ nó trở nên đúng đắn. Và tiếc là những cái nốt cuối của Hiền có lẽ là thấm mệt rồi. Bởi vì cái bài này quãng nó cũng hơi rộng. Và đâm ra những cái đoạn treo cuối bài thì nó không có còn sáng sủa như là trước đó nữa. Nhưng mà nói gì nói thì xét về, về một cái mặt bằng chung thì đây vẫn là một cái bài mà anh nghĩ là sẽ có điểm rất cao. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Anh Minh Đăng anh gật đầu liền rồi, bây giờ anh hãy cho cảm nhận của anh là như thế nào ạ? Cái bài này mình cũng có cơ hội là mình được phối vài lần với nhiều cái kiểu khác nhau. Ý tưởng của Nhiên cũng lạ, cũng hay. Nhưng mà tiếc một cái là những cái đoạn chuyện nó chưa có ngọt lắm. Để nó chuyển cái thể loại. Coi là ví dụ như chẳng hạn như cái chỗ Latin lúc đầu ha. Thì mình để chuyển mình phải có cái dằn sau đó, mình có những cái tu ti gì để mình dẫn qua cái chỗ mà trước khi để mình lên đen mạnh á, thì có thể một cái đoạn rớp nào đó bắt đầu mình chuyển điện tử rồi đó, nhưng mà nó còn nhẹ nhẹ để cho kéo lên thì giống như nó sẽ ngọt hơn. Còn này giống như từng cái ba tình riêng ngắt đoạn vậy á, thì nó chưa có ngọt ngào lắm. Còn riêng về Hiền thì nếu được em thay đổi một chút, ví dụ như cái đoạn đầu em hát vui tươi, nhưng mà khi mà có cái đoạn mà hào hùng trở lại á, thì em hát em phải thể hiện cái sự hào hùng, chứ cái giọng em nó vẫn giữ như nó vui tươi lúc đầu, vẫn hát nó bình thường thì nó chưa đã, nói chung là chưa đã. Nhưng mà như vậy là cũng là ok rồi. Cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Đăng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm nhận đến từ anh Tuấn Mario. Xin mời anh. Cái đầu tiên của anh nói về bài hát này, anh nói về trên cái tổng thể thì anh đã cả phần nhìn và phần nghe. Thế là cơ bản là Nhiên mang đến cho anh một cái cảm giác mình dễ chịu, một cái sự sức trẻ trong đó. Và anh cảm nhận được những cái tư duy mới trong đó. Và nó mang đến cho anh cái sự thích thú. Nhất là những cái đoạn mà Nhiên chuyển từ cái này qua kia, mặc dù cái đầu chuyện nó như anh Minh Đăng có phân tích đó, nhưng mà đôi lúc những cái gập ghềnh đó là những cái hay. Những gặp gần đó mang đến cho mình, à đây là một người trẻ, người ta thể hiện cái, những cái năng lực của người ta và những cái tư duy của người ta. Thì anh cảm thấy rằng cái điều đó nó cũng có một cái ý nghĩa riêng của nó. Hay sức trẻ nó là cái gì đó, là sự bứt phá, sức trẻ là sự vươn lên và sự thay đổi. Như là cái phần dàn dựng cho cấu đẹp quá, mà nó làm cho anh cảm thấy là cả cái phần nhìn và phần nghe anh thích nó. Còn về Hiền thì giọng hát thì nói chung là anh, tất cả mọi người đã nhận xét anh như trên luôn. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Khi nãy thì anh Tuấn Mario có nói rằng là đôi khi cái sự gập ghềnh đó nó lại tạo nên cái sự hào hứng. Và cái sự gập ghềnh cuối cùng không biết là có vượt qua không nha. Đó là giám khảo Nguyễn Vũ. Tại sao em lại nói anh là gập ghềnh? Em nói cái đoạn gập ghềnh cuối cùng. Bây giờ nếu như anh để trôi luôn, anh có nghĩa là anh khen không, anh cho điểm cao là ngon. Cao, không còn gập ghềnh. Điểm dạ. Cao. Đó, đó. Đối với anh là điểm cao. Đó. Với bài hát này anh rất là hài lòng. Chúng ta đã mang được cái hơi thở trẻ, một cái hơi thở mới cho một cái bài hát đã có rất nhiều phiên bản phối khác nhau. Và đây là một cái làn gió mới cho một cái bài hát. Với Vũ thì cái phối đó không nhất thiết là cứ phải từ cái đoạn này qua đoạn kia là phải đánh trống chuyển hay là tu ti hay là cái như nào đó. Có thể chuyển sốc như vậy, nó gây một cái sự bất ngờ, một cái sự hào hứng cho người nghe. Ở đây á, cái sức trẻ của Hạo Nhiên đã thổi vào cái bài hát. Nếu như Vũ nói nha, nếu đây là một cái chương trình giao lưu thì chắc chắn ở dưới đây khán giả không ngồi yên được đâu. Với cái bài hát này, và khán giả, những bạn trẻ, những bạn sinh viên, những bạn khác sẽ cùng bước lên sân khấu và hát cùng với bạn với bài hát này. Nguyên Vũ chỉ tiếc ở cái phần cuối thôi, một chút Nguyên Vũ tham vọng hơn chút xíu là nếu như Hạo Nhiên cho bạn hát cái điệp khúc với một cái phần trống không, với cái phần vỗ tay, thì Vũ nghĩ rằng là cái bài hát chỉ cần thêm một chút đoạn đó thôi. Đây là tham lam thôi chứ không có gì hết. Để làm gì? Để khi chúng ta đi hát ở một cái sân khấu nào đó, chúng ta có thể kéo hết tất cả khán giả cùng hòa mình vào với cái bài hát này, với cái bài phối này. Và Vũ hài lòng với cái phần phối, phần hát của bạn. Cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Nguyên Vũ. Một cái sự tham lam rất là dễ thương và nhận được sự đồng tình của ba producer cũng như anh Võ Hoài Phúc. Còn ngay thời điểm này thì xin được gửi lời chúc mừng đến Tống Hạo Nhiên và Phan Thanh Hiền. Và bây giờ sẽ là số điểm của các tiết mục trong đề thi hôm nay. Đội đầu tiên đó là Tuấn Mario và Phan Yến Nhi. Tổng điểm 18,75. Đội Minh Đăng, Huy Nguyễn, Dominic tổng điểm 19,25. Và cuối cùng là đội của Tống Hạo Nhiên và Phan Thanh Hiền, tổng điểm
19,75. Như vậy đội chiến thắng trong đêm thi hôm nay đó là đội của Tống Hào Nhiên, Phan Thanh Hiền. Bây giờ thì xin mời hai vị giám khảo cùng với ba producer sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với các ca sĩ ạ. Thưa quý vị, chương trình Thách Thức Giới Hạn do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với Z-Studio thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên Truyền Hình Vĩnh Long 1. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thách Thức Giới Hạn kỳ sau với vòng bán kết thứ ba mang tên Khúc Hát Song Đôi vào lúc 21 giờ tối thứ năm tuần sau. Thách Thức Giới Hạn với vòng thi có tính quyết định ngay trước vòng chung kết. Hai ca sĩ của mỗi producer sẽ có cơ hội tranh tài trong những màn thi song ca. Cùng chào đón quý ông hoành tráng Tống Hậu Nhiên. Hiện tại làm chi em hỡi? Hiện tại làm chi để mình càng thêm cái xa nhau? Quý ông Biên Hòa Minh Đăng. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở đây. Quý ông Tinh Tế Tuấn Mario. Thôi em đừng mong nhé, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Người bước vào vòng chung kết, mời quý vị khán giả cùng theo dõi đêm thi chủ đề Khúc Hát Song Đôi và cùng dự đoán người sẽ tranh tài trong vòng thi cuối cùng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2024 trên Truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 trên Truyền hình Vĩnh Long 2.